family in Hanoi, and I didn't know when I came out to expect, but I did know that a lot of people have a lot of audience, and it was surprising to see so many people at the airport shouting the love in us. And, great experience going to each and everyone's house, meeting them, even when I went out into my lake that I saw. I met a lot of people around, and they're so warm and affectionate. Of course, Ho Chi Minh and Hanoi are two very different cities, but it's so amazing. Here I see a lot of family, which Ho Chi Minh, which is what Ho Chi Minh is about, single people trying to work their way up. But Hanoi, I see so many families, and it feels so beautiful to be, you know, everybody's got an elder at home, and their large families, so it's very much like India, and you know, people just like, you look different, speak differently, but our emotions, the way we are at home, our family values are just the same. It's been so long because I cannot remember to translate. Kính thưa quý vị, là anh Suhat có chia sẻ là mọi người đã thể hiện rất nhiều những cái tài năng của mình trong buổi tối ngày hôm nay, nhưng mà anh ấy tự thấy là mình không có tài năng gì cả nên là chẳng biết mang gì đến cho mọi người. Tôi thì đành nói mấy lời, và rõ ràng là cái tình cảm của quý vị khán giả dành cho bộ phim Cô Dâu 8 tuổi cho đến thời điểm này anh ấy cảm nhận là ngoài sức tưởng tượng. Và khi mà anh đến với Hà Nội một lần nữa, anh phải nhắc lại, khi anh đến với sân bay nhận được tình cảm của mọi người, khi anh bước ra ngoài hồ Hoàn Kiếm cũng nhìn thấy những người thương yêu mình, khi anh đến gặp trực tiếp những người dân thì cũng thấy là họ thương yêu mình. Và đặc biệt là có một cái điểm khác biệt giữa khán giả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đấy là khán giả thành phố Hồ Chí Minh đi xem show thì thường là đi một mình hoặc đi với người yêu, nhưng mà ở đây thì anh ấy nhìn thấy rất nhiều các ông các bà, bố mẹ và con cái cùng đi xem phim với nhau. Điều đó cho thấy cái sự gắn kết gia đình rất là lớn của những người Hà Nội. Và điều đó thì không khác biệt gì cả so với đất nước Ấn Độ. Dù là người Ấn và người Việt có thể là có ngôn ngữ khác nhau, có văn hóa khác nhau, nhưng chính những điểm chung đó kéo gần chúng ta lại bên nhau. Và một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Suhat. Yes, and what about little sister? I think that you still have some amazing gift for the audience. Anh Phan, anh có nhớ là trong kịch bản chúng ta là cô ấy sẽ ngoài cái phần trình diễn chính thì như cô ấy còn hát nữa ấy. Chắc chắn là Ruth thì cũng có thể hát rồi, nhưng mà bây giờ tôi không biết là chúng ta sẽ phải yêu cầu gì để được người trò chuyện với bạn ấy. Thì bạn nói rằng là trong một thời gian ngắn mà để có thể học được một bài hát tiếng Việt rất là khó, và hy vọng rằng nếu có lần sau đến với Việt Nam và khán giả Việt Nam còn lưu ý, chắc chắn là bạn ấy sẽ cố gắng học một bài hát tiếng Việt như một món quà đặc biệt dành tặng cho tất cả mọi người. Và bây giờ thì sẽ là cơ hội cuối cùng, một vài lời cuối để Ruth có thể chia sẻ với quý vị khán giả Việt Nam, có thể là bằng một câu hát chẳng hạn. And now it's your last chance to say something with the Vietnamese beloved audience. You can sing a few words. Yes. One more song from Bali Tabal Kondi, on which my dear Shubhaya and Anandi Bhabi used to dance a lot. Look chupna jao ji, humare peet ke lao ji. Vừa rồi thì Ruth có chia sẻ với chúng ta một cái điệu hát rất là một bản folk song, là một cái giai điệu dân ca rất là quen thuộc của Ấn Độ, và quý vị có lẽ cũng đã từng nghe thấy trong bộ phim Cô Dâu 8 tuổi đúng không ạ? Thì bây giờ là Ruth đã trình bày ở đây, và ca khúc này là một ca khúc về tình yêu, và có lẽ đó chính là những gì mà Ruth muốn chia sẻ với tất cả chúng ta. And, we're almost coming to the end of the show, right? And it's been a long time, and everyone's been so quiet, it's like a long way up, but everyone's been so quiet. Can we hear those people scream a bit? Vâng ạ, anh Chi Hát nói là chúng ta đang đi đến những giờ phút nóng nhất của show này rồi, bởi vì chúng tôi đang đứng ở đây, vậy mà không khí xung quanh thì im lặng quá. Quý vị có thể cho chúng tôi nghe tiếng quý vị.
I can't hear you. Anh không thể nghe. Anh không thể nghe được quý vị ạ. Quý vị thì bên cánh phải của sân khấu ạ. I can't hear you. Vâng ạ, tất cả mọi người hãy cùng hô vang ạ. Thank you Vietnam, thank you so much. Thanks a lot. Thank you Vietnam. Vâng, xin cảm ơn anh, khách mời rất là đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay cũng như là cả bốn diễn viên đã mang đến cho chúng ta những phần biểu diễn thật tuyệt vời. Bây giờ thì chúng tôi xin mời hai anh chị sẽ cùng đến với phần biểu diễn tiếp theo của chương trình vô cùng đặc biệt, anh Phan Anh ạ.